quả đất dường như có tâm thức. Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn ngự đến một quốc độ nào, một xứ sở nào, thì ở đấy mặt đất dường như có tâm thức. Chỗ nào đất thấp, khuyết lõm, tự dưng lại đầy bặn, dường như có ai đó mới đổ đất thêm. Chỗ nào gò cao, gồ lên thì chợt dưng phẳng lại như mặt trống lớn, tựa như ai mới cào bặn hoặc lấy đất đi. Chuyện ấy không biết có thật không, hay chỉ là giai thoại, là hư truyền, thưa Đại Đức? Điều ấy có thật, Tâu Đại Vương. Nếu vậy thì trẫm rất hoài nghi. Trẫm hoài nghi rằng đất thuộc đại địa, đá cũng thuộc đại địa. Vậy sao đất dường như có tâm thức, mà đá lại không có tâm thức khi Đức Thế Tôn ngự đến, hở Đại Đức? Ý Đại Vương muốn nói gì? Vâng, ý trẫm muốn nói là tại sao cục đá chạm vào chân Đức Tôn Sư lại không có tâm thức? Nếu nó có tâm thức thì phải như đất kia gồ cao hoặc lõm xuống, phải tự biết để làm cho phẳng lại. Cũng vậy, lẽ ra cục đá ấy phải biết tránh né hoặc thụt lùi trở lại chỗ cũ của mình. Vậy Đại Đức có lầm lẫn chăng khi bảo đại địa dường như có tâm thức ở trong trường hợp sau? Đất hay đá đều không có tâm thức, Tâu Đại Vương. Sở dĩ đất chỗ khuyết lõm thì đầy lên, chỗ gò nóng thì bằng phẳng xuống, không phải do đại địa có tâm thức, mà bởi năng lực ba la mật bất khả tư nghị của Đức Thế Tôn, Tâu Đại Vương. Có thể trẫm tin năng lực ba la mật phi thường của Đức Đại Giác đã làm cho mặt đất phẳng lại, thế còn chuyện cục đá chạm chân làm Đức Tôn Sư chảy máu thì sao? Làm thế nào để giải thích về chuyện cục đá khó hiểu ấy? Đại Đức Na Tiền chợt mỉm cười. Thế Đại Vương không nhớ là Đề Bà Đạt Đà đã khởi tâm hung ác muốn hại Phật đó sao? Thưa nhớ chứ. Ông ta đã tự kết oan trái với Đức Tôn Sư trước đây đã trăm nghìn kiếp rồi, Tâu Đại Vương. Vì tham vọng mù quáng muốn thầy Đức Tôn Sư lãnh đạo giáo hội, mà Đề Bà Đạt Đà đã lăn một tảng đá rất lớn từ sườn núi treo leo, cốt ý là để giết Phật. Thưa, thế thì năng lực ba la mật của Đức Tôn Sư khi ấy ở đâu mà không đến để bảo vệ ngài? Có chứ, Tâu Đại Vương. Khi tảng đá lớn từ sườn núi rơi xuống thì năng lực ba la mật của Đức Tôn Sư làm cho hai tảng đá khác lớn hơn vụt trồi khỏi mặt đất, ngăn chặn và đỡ lấy tảng đá kia. Hai tảng đá ấy dường như có tâm thức đỡ lấy và làm cho dính chặt tảng đá của Đề Bà Đạt Đà như dây leo quấn chặt cây. Không vậy thì như Long Vương đang lội trong biển, chợt nổi lên phùng mang, há miệng đớp lấy tảng đá của Đề Bà Đạt Đà. Hai tảng đá ấy do nhờ năng lực ba la mật nên dũng cảm như sư tử, làm cho tảng đá của Đề Bà Đạt Đà phải sợ oai, thu mình bẹp dí, không dám động cửa nữa.
hoặc như bà mẹ khi thấy con mình sắp ngã đã nhanh nhẹn một tay nắm cánh tay con, một tay xách hỏng thân con lên. Nếu không vậy thì như bạn bè sinh tử có nhau, khi bạn bị hoạn nạn không nỡ rời bỏ mà thường cận kề một bên để giúp đỡ hỗ trì bạn, hoặc giống như một viên quan mẫu mực trung thành luôn túc trực sẵn sàng bên cạnh Đức Vua để tiếp rước, hộ giá, phụng sự bất kể ngày hay đêm. Cũng có thể giống như chư thiên chân lặng vàng, lặng xanh, tràn hoa, thiên nhạc để cùng nghinh trời đế thích. Nếu không thế thì như các vị trời phạm thiên cao quý, hành trình trong thiền để đến chầu hậu Đức Đại Phạm Thiên tôn quý. Tâu Đại Vương, hai tảng đá lớn do năng lực Ba La Mật của Đức Tôn Sư vụt hiện lên chặn đứng tảng đá của Đề Bà Đạt Đà, có bảo vệ cho Đức Tôn Sư cũng như những ví dụ nêu trên vậy. Trẫm có thể tin như thế lắm, nhưng nghe nói rằng tảng đá của Đề Bà Đạt Đà to bằng cái nhà, còn hai tảng đá do năng lực Ba La Mật của Đức Tôn Sư thì to bằng hai quả núi nhỏ. Như vậy thì tại sao hai tảng đá như hai quả núi nhỏ kia vốn đã ngăn được tảng đá to như cái nhà lại không ngăn được mảnh đá nhỏ làm chân Phật chảy máu? Kỳ lạ không chứ? Có gì kỳ lạ đâu Đại Vương, đấy là chuyện bình thường thôi. Ví như người ta dùng bàn tay để hứng nước, nước sẽ lọt qua kẽ tay. Ví như người ta dùng bàn tay để vốc cát, một số ít cát sẽ lọt qua kẽ hở. Ví như dùng tay mà vốc một nắm cơm rời thì sẽ có một số ít hạt sẽ rơi vãi. Hai tảng đá to chặn được tảng đá nhỏ, do sự va chạm hàng chục mảnh nhỏ vỡ ra, có mảnh lọt qua kẽ hở và trúng nhầm chân Đức Tôn Sư. Chắc Đại Vương hiểu rồi chứ ạ? Vâng hiểu, nhưng do năng lực Ba La Mật của Đức Tôn Sư thì dường như cả đại địa đều có tâm khi Ngài ngự đến. Thế tại sao hai tảng đá lớn lại có tâm biết nâng đỡ tảng đá nhỏ để bảo vệ cho Đức Tôn Sư, còn mảnh đá nhỏ lại không có tâm, không biết cung kính tránh xa bàn chân của Đức Tôn Sư? Hỡi Đại Đức, nói có tâm chỉ là cách nói, còn đất đá vô tri làm sao lại có tâm được Đại Vương? Đất đá không có tâm thì làm sao nói đến chuyện không biết cùng kính Đức Tôn Sư được Đại Vương? Không biết cùng kính Đức Tôn Sư, trên thế gian này có 12 loại người, tức là không phải đất đá vô tri, vô giác. Thưa Đại Vương, xin Đại Đức giảng cho trẫm nghe. Vâng, 12 loại người ấy là: 1. Người quá nhiều tham luyến. 2. Người quá nhiều sân hận. 3. Người quá nhiều si mê. 4. Người quá kiêu căng ngã chấp. 5. Người không có đức hạnh cao quý. 6. Người quá cứng cỏi, không biết nhu thuận. 7. Người xấu xa, hèn hạ, đê tiện. 8. Người chuyên làm việc tội lỗi. 9. Người nhiều tâm ác.
10, người nhiều hận thù. 11, là người bị ham muốn, đê hèn, chi phối. 12, là người quá tham lợi. Đấy mới đúng là 12 hạng người không biết cung kính. Còn mảnh đá vô tri đụng vào chân Phật chỉ là năng lực tự nhiên thôi, ví như một ngọn gió thổi mạnh cuốn hút lá khô tung vào không gian, lá khô kia không biết sẽ rơi vào hướng nào. Cũng như thế ấy, những mảnh đá nhỏ do năng lực va chạm cũng không biết là nó sẽ rơi vào đâu. Tâu Đại Vương, cảm ơn Đại Đức, trẫm sẽ không thắc mắc về điều ấy nữa.